Còn bao xa nữa về nhà Đức? Xa lắm anh ơi. Còn xa lắm à? 50 cây nữa cơ. 50 cây nữa các bạn. Bình tĩnh, chúng ta kiểu gì cũng về không ạ? Đi thật xa để trở về đúng không? Anh em mình đi. Em cũng đi xa lắm. Đúng là quan trọng. Đấy, nó cứ rớt hoài. Chào các bạn, mệt quá, bây giờ chúng mình đang trên đường đi Nghệ An. Và chúng ta sẽ đi đâu? Hôm nay chúng ta sẽ đi đến thăm nhà cầu thủ Nghệ An xa xôi. Và điểm đến đầu tiên chúng mình bật mí hôm nay sẽ là Phan Văn Đức các bạn nhé. Hãy cùng hành trình với Phúc. Ở đây là ngày thằng phóng viên của Sky Talk nó ngủ mất rồi. Đây là sếp của mình đấy, anh Thành. Lên đường nhá. Sau 6 tiếng di chuyển thì chúng mình đã có mặt tại thành phố Vinh. Phải nói là một ngày di chuyển cực kỳ vất vả cho chúng mình. Nhưng mà hôm nay sẽ là những clip cực kỳ hay cho anh em. Và đầu tiên thì chúng mình sẽ bắt đầu di chuyển đến một địa điểm vô cùng đặc biệt. Và bây giờ mình sẽ bật mí anh em đâu. Anh em hãy cùng chờ xem nhé. Nó sẽ là một câu chuyện rất là thú vị ngày hôm nay đấy. Chắc chắn luôn. Bây giờ chúng mình đang có mặt ở Nghệ An, một showroom ô tô. Và hôm nay thì có một tin rất là vui. Khi mà vừa về đến đây thì Đức nói là Đức sẽ mua ô tô. Nên là quyết định qua đây trước khi về nhà Đức chơi. Phía sau Đức đang ở kia các bạn nhé. Chúng ta hãy cùng chờ xem hôm nay sẽ là sao. Rất là thú vị đây, một quà đặc biệt cho mẹ Đức. Và lúc này thì chúng thấy Đức đang nhận xe mọi người nhé. Phía này rất đông nhân viên đang ở đây, nhân viên bán xe của Mazda. Chị gái này là người bán xe Đức nhé các bạn nhé. Chị là best sale của Mazda Vin. Chị vào đôi lời phát biểu của đôi lời phát biểu chị. Nói gì chị? Phát biểu chị. Phát biểu chị. Bây giờ thì Đức sẽ chụp ảnh với chiếc xe của mình để trước khi lăn bánh chiếc xe mới của mình để lên đường trở về nhà. Chúng ta cùng chờ đợi. Bây giờ trên đường về mọi người ơi. Và bây giờ thì Đức nói với mình là Đức sẽ muốn mua thêm một chiếc cây quất nữa để có thể là mang về làm quà tặng cho mẹ. Và bây giờ chúng mình đang đi trên đường để đi tìm cây quất các bạn nhé. To vật vã luôn các bạn ơi. Đây một cây quất mà được mua giảm giá luôn nhé. Giảm giá 50% luôn. Đấy. Mày đây. Phúc tính hết rồi. Tính cả rồi. Tính cả rồi đúng không ạ? Ok nhá, vừa vặn nhá. Tuyệt vời. Chiến này anh em. Từ đây về nhà Đức là bao nhiêu xa em? Tầm 40-50 cây nữa anh. 50 cây nữa chứ, nó 1 tiếng đấy nhỉ. Vâng. Nhưng mà anh hôm nay có vẻ vắng này, không thể thấy như. Vâng, em cũng háo hức về lắm. Tặng quà cho mẹ. Bao lâu rồi em không về nhỉ? Cũng lâu lắm em, vì bố mẹ em ở trong Bình Dương, mẹ về quê là nó cũng được, vì em hay mày vào trong Bình Dương lại cần đi về quê thì lâu lắm rồi, thật sự lâu lắm rồi mẹ mới về. Năm nay có đi quá nhiều nhỉ? Vâng. Đường ở Vinh giờ đẹp hơn nhỉ? Dạ không, đường này về nhà em đường nó đẹp lắm rồi. Đức học lái xe lâu chưa em? Trước lúc lên tập trung tuyển là AF. À. Sao tay lụa thế? Lúc đầu lên ngồi xe là anh hơi run đấy. Nhưng mà sau khi đi một hồi thì yên tâm hơn rồi. Anh phải tin em chứ. Anh tin. Vì sao Đức lại mua xe ô tô là món quà cho mẹ chứ không phải là một cái thứ gì đâu? Vì em nghĩ là gia đình em cũng mỗi người một nơi ấy. Lúc đi xa về thì kiểu Tết về thì em muốn như kiểu là tự tay đưa gia đình mình đi xa các nhà, các chú các bác chơi hoặc là đi chơi Tết thì em muốn tự tay em đưa cả gia đình đi và em đấy là cái ý nghĩa là em muốn mua xe ô tô. Ừ, cũng để bố mẹ đỡ phải mưa gió đúng không? Để bố mẹ cũng phải nói chung là bố mẹ đã hy sinh về cho anh em mình rất nhiều rồi. Mình cũng nên làm những việc ý nghĩa, anh nghĩ là mẹ em sẽ rất hạnh phúc với điều này. Dạ vâng, em cũng đang im về đó, em muốn tặng mẹ cái chiếc này và em muốn tạo sự bất ngờ cho mẹ. À thế là mẹ chưa biết chúng ta đang về? Chưa biết luôn, chúng ta đang đi về. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị về thôi, một chút xíu thôi.
Như vậy là sau một năm thôi mà có những thay đổi. Anh vẫn nhớ cái hình ảnh năm ngoái khi mà lúc anh xem trên TV, lúc anh thấy có mỗi mình Đức và mẹ Đức, xong rồi tất cả mọi người rất là thương cảm. Và bây giờ sau một năm thì chúng ta thấy là mọi thứ hoàn toàn thay đổi, đúng không? Chúng ta thấy là Phan Văn Đức của chúng ta ngày hôm nay đã trở thành một người đàn ông thực sự rồi. Hôm nay là mua một quà cho mẹ này, và chắc chắn là mẹ sẽ vô cùng xúc động. Và ra bây giờ chúng mình đang muốn dành một món quà bất ngờ này, và mình vừa nghe nói là mẹ Đức đang trên đường về, nên chúng mình đợi một chút để cho mẹ Đức đi vào nhà đã, thì chúng mình đi xe vào tiếp bạn nhé. Để cùng chờ đón xem cái khoảnh khắc vô cùng đặc biệt và ý nghĩa này. Chỉ còn 100m nữa thôi là đến nhà Đức rồi. Đây là cái sân ngồi với anh em đã đây. Đây, thấy chưa? Mời bé bọn em cứ chiều ra đây đã. Sao dự ô tô nhỉ? Đâu? Bên bên phải. Anh bưng gốc của em đấy lên. Mày bố vội tới. Mày thấy chảy nước to? Đẹp lắm. Con định mua cái xe này là tôi đều cho tết này, như kiểu là trả mình gia đình mình ấy. Về thì đi mua thì con thể từ lại xe chứ đi chơi ông ba sáng nhà bố mẹ như chị ta là kiểu thì con muốn cả năm xa rồi thì đi về thì con muốn lái cả gia đình mình cho có cái trái mưa trái nặng, thế là thuận tiện cho gia đình, thế là tuyệt vời. Để con lái mình đi vào thử xe. Yên tâm một tí lại con thi 90 điểm. Từ giờ về tết, các tết khác thì mấy cái quy mô này con sẽ dần mày đi hết nhé. Nó phải đi luôn cả. Cảm ơn con nhiều hay, con cố gắng hay. Dạ. Sẽ được tuyệt vời lắm. Thuận tiện cho gia đình. Bây giờ là 7 giờ tối và bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu ăn tối tại nhà Đức. Thật sự hôm nay rất là nhiều bữa ăn, rất là nhiều món ăn tại đây. Rất thịnh soạn luôn, thật sự là vui khi mà được về nhà Đức chơi, được ăn những món ăn rất là thú vị này. Ngoài ra thì còn được giúp Đức là hoàn thành cái clip tặng mẹ nữa. Đây là một clip thật sự rất là ý nghĩa. Lần đầu tiên mình làm một clip ý nghĩa như vậy. Lúc này thì mọi người đang cùng nhau xem lại video vừa xong. Bạn áo đen là bạn Bá Huỳnh là người đã dựng cái video này cho Đức. Dựng trong vòng đúng 1 tiếng rưỡi các bạn nhé. Bởi vì chúng mình về đến nhà Đức quay xong các thứ là 6 rưỡi rồi. Và đến 8 giờ thì bạn ấy đã dựng xong rồi. Cực kỳ nhanh luôn. Thật sự là làm gấp bởi vì sao? Bởi vì nãy bị thông tin bị khá là rò rỉ. Bởi vì lúc mà Đức ở chỗ hãng xe thì rất là nhiều người quay chụp ấy. Thế là sợ bị ảnh hưởng đến thông tin, nên là chúng mình quyết định làm thật sớm clip này. Như vậy là đã xong clip của Đức. Hôm nay chúng mình quay cực kỳ mệt luôn. Đi từ 6 giờ sáng tại bây giờ, và bây giờ đang xếp ra. Hôm nay của Bá Huỳnh đã rất là đẹp. Chỉ 2 tiếng đồng hồ thôi. Và xong một clip rất là dài luôn. Dài cùng chờ xem nhé các bạn nhé. Đi ăn như uống luôn. Đi ăn như uống luôn các bạn ạ, rất tuyệt vời luôn. Nói gì Đức? Thật sự thì em rất là cảm ơn mấy anh. Em cũng như tại vì em chúng ta cùng chờ đón xem clip ngay bây giờ nhá, chút xíu nữa thôi. Và các bạn có thể đăng ký kênh của Đức nhá. Đây cái Đức đây mình để đây rồi, các bạn có thể đăng ký kênh của Đức để xem nhiều video hay hơn nữa các bạn nhá. Ok mọi người, bye bye.